em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm và sang nghe chuyện trên cả nước để xem trên cuộc sống của Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với bài chuyện của anh Trạng, chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình một lô mai chơi Tết hay không hay không quý cô chú anh chị ha. Dạ hôm nay thì em giao lưu cũng khá là nhiều loại giống quý cô chú anh chị ha, có cúc Tây Thi, Thọ Hương, Đại Lộc, cúc Tư Long, Dậu, Phú Tân, khá là nhiều loại quý cô chú anh chị nha, đủ loại cách cỡ cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Hôm nay thì mình có con cây lùng lực luôn quý cô chú anh chị, đẹp lớn luôn ha. Hàng này mình thích hợp để phía trước phòng khách là em nắm với cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin mời quý cô chú mình vào xem clip giới thiệu hôm nay của bài chuyện của anh Trạng luôn ạ. Em xin chào anh chủ ơi. Chào Phương ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Một Thơ Gian. Rồi hôm nay em giữ lô mai mới anh chị. Cúc Vạn Thọ, rồi Dảo Siêu Nụ đó. Rồi Dảo Nhung, Cúc Thọ Hương, Cúc Tư Long, Đại Lộc. Kính mong cô chú anh chị có đúng hộ nha đó. Mã số này là mã số 17, cây Cúc Vạn Thọ đầu clip nha anh chị. Dạ, mã số 17. Dạ, cây này thích hợp cho anh chị qua Tết lấy bò nhiều anh chị. Cái này dữ lắm ha. Chơi Tết thì cũng lây gai hả? Chung là cây mấy cái này mới ghép 4-5 tháng, 5-6 tháng vậy anh chị. Rồi, quanh là 17. Cao 79, ngang 86. Rồi mã số 17 xin giao lưu là anh chị là 600.000. Dạ, rồi 600 cúc Vạn Thọ. Rồi, mã số 18. Cúc Tây Thi. Phương Tàn Đào đúng không? Tây Thi Tàn Đào. Cúc Tây Thi. Đủ nút là có. Tây Thi phải cương thi nha anh chị. Đừng có nghe lộn nha, chết luôn ạ. Cái này nổ nhóc cho nè. Cúc Tây Thi. Này mình ghép được 6 bo luôn quý cô chú anh chị. Đó. Không có đế luôn ha. Rồi, mã số 18. Quanh. 15. Dạ. Cao 72. Ngang 70. Rồi, 650.000 mã số 18. Cúc Tây Thi. Tây Thi. 19. 19. Rồi. Cúc Vạn Thọ. Cho em đàn dù luôn nha cô chú anh chị. Vạn Thọ cánh sắn nha anh chị. Rồi cái này về cô chú anh chị mình lấy bo nhân giống thì nhiều lắm luôn ha. Vạn Thọ cánh sắn bông rất đẹp anh chị, cái này cô chú chị nào mình biết mặt bông thì các bạn nhớ lên gửi cho coi mặt bông. Dạ, 3 bo luôn ạ. À. Quanh 18. Cao 62. Ngang 94. Rồi 19 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 700. Dạ, rồi 700.000 cúc Vạn Thọ. Mã số 20. Rồi, cúc Tây Thi luôn. Cái này cũng con thằng đào luôn. Nhắc lại nghe cúc Tây Thi nha anh chị. Có nút nụ luôn nha. Tây Thi thì nút nụ bông khỏi chê anh chị. Bông rất đẹp ha. Rồi cây này mình ghép cũng được nhiều bo nha mấy. Cúc Tây Thi mã số 20. Quanh 13. Cao 75. Ngang 75. Rồi 700.000 mã số 20. Rồi 21. 21 là cúc bốn lông. Cúc bốn lông nha anh chị. Có mặt hoa luôn. Đó hoa gió luôn nha mấy cô chú chị à. Đây. Cánh nó xăng xăng nha cô chú chị. Lúc độ chơi Tết cũng còn khá là nhiều nha. Cúc Tư Long nha anh chị. Rồi cây lúc độ chơi Tết là cứng tay luôn nha mấy cô chú chị. Cây này chậu ghép nó to cả cái út hết trơn nha. Cây này nở đế ha. Dạ. Cái củ nở này là 32. Hoành 21. Chiều cao 90. Ngang 98. Dạ. Cúc Tư Long mã số 21 xin giao lưu là 1.200.000 anh chị. Dạ 1.200.000 thôi cô chú anh chị ha. Mã số 22. 22. Rồi, cúc Thọ Hương. Ghép form mai tàn nha mấy cô chú. Cái này siêu nụ luôn nha anh chị. Dữ lắm nụ ha. Đó. Nút nụ lớn lớn không ạ, cái này là chuẩn Tết luôn nha mấy cô chú anh chị. Da bông quá xa nụ nha. Ừ. 5 mét. Nụ dữ lắm nụ chị nhìn nè, nụ nè. Dày luôn á. Biết ha. Nhiều đủ chơi Tết rồi. Đế có đế luôn nha cô chú. Quanh 19. Cao 100. Ngang 82. Rồi mã số 22 xin giao lưu là 1 triệu anh chị. Dạ. Rồi 1 triệu. Rồi, 23, Thọ Hương luôn. Rồi, cây này cũng ghép form mai tàn luôn nha mấy cô chú anh chị. Ồ. Cây này cũng siêu
nụ luôn nha. Thấy lá ít gì trên nụ dữ lắm nha chị, cứng tàn luôn á. Cái kho này thì cốt cành đều luôn nha cô chú chị ha. Một cốt anh chị, ăn trực ha. Quanh 21, cao 110, ngang 86, rồi 23 xin giao lưu là 1.100.000 anh chị. Dạ, 1.100.000 luôn ha, cô chú chị siêu nốt nụ luôn nha. Mà số 24, 24 cũng là cây thọ hương luôn. Dạ, cây này cũng rất phân tàn luôn ha quý cô chú. Này bo già lắm luôn. Quá xá nụ anh chị. Cái này già mùa nha anh chị. Cái này em ghép tới đây là hơn một mùa anh chị, một mùa rưỡi anh chị. Mấy cái bao ghép nó bự bằng ngón út em chưa này. Rồi, cái này hoành thăng là được 22. Chiều cao là được 117. Tàn ngang 112. Rồi 24 xin giao lưu cô chú chị mình là 1.500.000. Dạ rồi. 25. Mã số 25. Rồi, khúc thọ hương luôn nha anh chị. Rồi, cây này trên cặp với cây số 24 nha anh chị. Ồ, hai cây tàn thông không nha. Ồ, nút độ đều tàn luôn nha anh chị. Rất nhiều bo tàn chính luôn với cô chú nha. Dạ. Rồi đế thì bỏ đều luôn hả? Cái này đế đều nè. Rồi em xin số đo 3 vòng nữa nha. Rồi, quanh 22, chiều cao 107, ngang 103. Rồi 1.500.000 luôn nha anh chị, mã số 25. Dạ, cúc thọ hương 1.500.000. Cúc thọ hương 26. Mã số 26, thọ hương luôn chị. Cái này nhìn nó lùng lực hết thôi chứ chị. Gốc cành đều tứ chị luôn hả? Cái này nụ nhiều nha anh chị, mặt bông luôn nè. Rồi, mã số 26. Cây này có thóc thân thấp nên nhìn cái lực cây nha quý cô chú. Quanh 21, cao 110, ngang 98. Mã số 26 xin giao lưu là 1.000.000. Dạ, rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. 27. Ở số 27, cây dảo Đào Phúc. Rồi, cái... Vượt quần lấy đội nậu. Sao giờ? Ở số 27, cây dảo Đào Phúc nha anh chị. Đủ nút dữ lắm, như cô chú á. Rồi, mình ghép cũng nhiều bo đủ tàn luôn à. Cái này siêu nụ luôn anh chị. Rồi, đế có đế luôn. Rồi, cái này hoành là được 20, cao 102, ngang 80. Rồi, mã số 27 này xin giao lưu với cô chú chị mình là 800.000. Dạ, 800. Rồi, mã số 28. Mã số 28. Cái này có thóc thân cao nha mấy cô chú anh chị. Lúc nụ to đùng nha anh chị. Cái này mình ghé cũng bo nhiều, bo lắm luôn, có giữ tài luôn ha. Trung nóc, chỉnh lối chỉnh lên luôn. Không đội nón đó. Mã số 28, cúc thọ hương. Này đế nó cũ nha cô chú. Rồi, em xin số đo lên nha. Cái này chứ là cái thẹo anh chị, thẹo thân ha, nhưng mà giờ là nó kéo keo anh chị. Bao chơi ha anh chị. Hoành là 24, chiều cao 112, tàn ngang là 92. Rồi mã số 28 xin giao lưu là 1.200.000 anh chị. Dạ rồi, 1.200.000 luôn biết cô chú ha. Rồi, rồi 20. Mã số 29. 29 là cây dảo siêu siêu nụ. Rồi, gốc thì gốc xù nha anh chị, xù me nha. Gốc xù cho me 100%. Dảo siêu nụ. Vừa me mà vừa nu nè, cục anh chị. Vì ghẻ. Dạ, cái này mình ghép ba bo mà bo lớn rồi cô chú chị nha. Hoành 24, cao 69, ngang 80.
Cái này siêu nụ nha anh chị. Giả siêu nụ thì nụ nhiều nha anh chị. Nụ siêu nhiều luôn. Dạ, dữ lắm nụ. Bào cứng cây. Rồi mã số 29 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu ha. Dạ. Rồi. Dạ 30. 30 là cây mai độc lạ Bình Dương nha anh chị. Cúc không nhị Hoàng Đức Long. Cây này ghép hai mùa nha anh chị. À, nút nụ nè. Cứng cây luôn. Đó. Nụ dữ lắm nụ anh chị. Nụ kẹo luôn ha. Ông nè. Ông chùm nha anh chị. Cúc không nhị bông chùm ha. Ngo ghép nè. Ông cám luôn. Ủa thương rồi. Đóng cho ta đi trời. Cái này dán hơi bye bye mà ghép già mùa luôn nha quý cô chú. Ừ. Hoành 23. Cao 87. Ngang 61. Chiều dài dẫn bay 96. Rồi mã số 30 xin giao lưu với cô chú chị mình là 1,2 triệu. Dạ 1,2 triệu cho mẹ. Lai chim. Không lâu đâu, ăn nửa tiếng là xong rồi. 15 phút nữa. Rồi vô. Mã số 31. Cúc Tây Thi. Ghép không tàn ha cô chú, cây nhấn trực luôn nha. Rồi, nụ nút là cho hồng do luôn nha cô chú. Cuốn lưỡi hả? Cái chọc ghép mà nó kéo nhựa gần liền luôn á cô chú chị. Mã số 31. Cúc Tây Thi. Có luôn, hoành 21. Chiều cao 102. Tàn ngang 100. Rồi Cúc Tây Thi này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu. Dạ 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Siêu nụ luôn nha anh chị. Chơi Tết bông cứng cây luôn nha. Ừ. 30 con 2. Mai Đại Lộc. Dán siêu luôn nha cô chú anh chị. Đó, dán siêu. Đế nở luôn nha. Đế nở, đế thú luôn nha anh chị. Ồ, giống con thú không chị? Nè. Ờ. Ngóc đầu luôn ha. Có cái như này hưu hưu cao cổ ở chân nè. Anh chị đuôi nè. Bên đây cũng có chân nè. Ồ, hai cái chân phải không? Dạ thòn luôn, chứ dài hơn chân tôi luôn à. Này trước bị lũa miếng nhưng mà nó kéo keo hết chị, kéo mặt. Hoành 34. Dạ. Chiều cao 1,5 m. Tàn ngang 109. Rồi cây đại lộc mã số 32 xin giao lưu chị mình là 3,500,000. Dạ, cây này nụ nốt cũng ok lắm luôn nha cô chú, 3,500,000. Cây này ghép hai mùa mấy gần ba mùa hả anh chị. Rồi xuống. Mã số 33, cây cúc tư long già mùa. Đó. Đặt luôn với cô chú chị. Cúc tư long nha anh chị, để nôm. Cây này mình để ngay giữa phòng khách rồi. Siêu nụ luôn anh chị. Ngon hoành luôn ha. Rồi nút nụ có vỏ nếp lá luôn nha mấy cô chú. Tổng hoành đế này là 61. Hoành thăng 29. Sổ nôm 22. Chiều cao là 1,42 m. Ngang 109. Rồi 33 xin giao lưu là 4,200,000. Cây tư long anh chị để nôm nha. Dạ. 33. Mã số 34. Rồi cây dảo nhung nha anh chị. Dạ. Cây dảo nhung ghép 7 mùa. Lùng lực. Tạc lớn không mấy cô chú chị ha. Dảo nhung già mùa hả anh chị? Ồ. Siêu nụ gì ơi? Cây siêu nụ. Rồi nút nụ là cứng cây luôn á cô chú chị. Cái này nút nụ nó như thằng siêu nụ chị. Mỗi nách lá mỗi nụ luôn anh chị. Bông thì hai lớp cánh nha anh chị. Bông thì 8, 10, 12, 14 cánh hả anh chị? To. Dảo nhung thì bông là anh chị chơi qua này biết hả anh chị? Bông bao to ha, thơm. Cái cốt ghép là hoành cái khoảng 5-6 luôn đó mấy cô chú. Nó lên xù xì mấy cái nắp này luôn chân ha. Nó lại có mấy cái nu cục nu tròn bít đầu hết chân. Chống cắn, đo chỗ nào mà nó không cắn. Ấy thôi bị sôi nữa. Đây 43 hoành anh chị. Đó. 43. Đó.
chiều cao là 133, tà ngang là 1m48. Rồi mã số 34 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 13.300.000. Dạ, 13.300.000. Cây này mình có cái phòng khách rộng rộng, mình trưng cây này là VIP luôn á quý cô chú. Cây này siêu nước nụ luôn nha. Mã số 35. Cây dảo nhung anh chị, cây này trên cặp với cây 34 nha anh chị. Rồi đó. Cặp này đó cũng giống cỡ cỡ nhau luôn. Cây này cũng ghép 7 mùa nha anh chị. Chung ghép chung lô nha. Nụ nút là bao la luôn nha quý cô chú. Như là cây siêu nụ rồi. Cây này đế nó nổi anh chị, đế nổi đế cổ anh chị. Chị lắm cái này, cây này dài lắm anh chị. Cây phôi này lâu năm ha. Bo ghép trên mặt thì muốn liền đầu cho anh chị. Mặt cắt muốn liền luôn rồi. Hai này trên cặp xứng tầm luôn ha anh chị ơi. Dảo nhung. Bông nó lên đến 14 cánh luôn nha anh chị. Cây này đế đẹp nhìn lực cây ha. Cây bò chủ trên là lạ liền đầu luôn chị. Bò chủ ở trên là mặt cắt ở trên lạ liền luôn rồi đó. Đó, mặt cắt trên đây là liền luôn rồi nè. Ghép ba bò đầu liền cốt luôn. Cây này hoành là 37. Dạ 37 rồi. Chiều cao là 128. Tà ngang 1,5 m nha anh chị. Rồi mã số 35 xin giao lưu là 13 triệu anh chị ơi. Dạ, còn 13 triệu hết cô chú. Rồi mã số 35 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú vì theo dõi ha. Chúc anh chị luôn vui vẻ sức khỏe là một hốt tay. Rồi em xin chào em lại. Dạ rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian đây hết hết luôn. Em xin chào các khách clip ở đây cô chú anh chị ha.